Thầy xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 10. Các em thân mến, trong video này thầy sẽ trình bày về định nghĩa hiệu của hai vector. Thế thì hiệu của hai vector được định nghĩa thông qua tổng của hai vector. Hiệu của hai vector A và vector B là tổng của vector A và vector đối của vector B, tức là vector trừ B. Thầy minh họa như sau, ta có hai vector A và vector B. Từ điểm A bất kỳ, ta vẽ một vector AB bằng vector A. Bây giờ nếu như mà từ điểm B, ta vẽ một vector BC bằng vector B, thì chúng ta có vector AC chính là tổng của vector A và vector B. Nếu từ điểm B, chúng ta vẽ một vector bằng vector trừ B, thầy ký hiệu vector này là vector BD. Vector AD chính là hiệu của hai vector A và vector B.